Thưa quý vị và các bạn, đến cuối năm 2022, huyện Chư Mờ Ga có 12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đóng góp vào kết quả này không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của nguồn vốn tín dụng chính sách do Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chư Mờ Ga triển khai thực hiện. Xã Chư Sơ, huyện Chư Mờ Ga có 11 thôn buôn với dân số hơn 11.800 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 60%. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, cuối năm 2018, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thông qua nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chư Mờ Ga, nhiều mô hình kinh tế ở xã Chư Sơ đã phát huy hiệu quả khi được tiếp cận các nguồn vốn vay từ các chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xuất khẩu lao động, cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nhờ đó, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên. Hiện tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm còn 4,1%. Đây là tiền đề quan trọng để xã tiếp tục hoàn thành tiêu chí nông thôn mới theo hướng nâng cao. Bên Ngân hàng Chính sách đã đầu tư, đã cho vay, làm kinh tế. Ví dụ như cải tạo cà phê này, rồi các thứ trồng cây ăn trái, sầu riêng. Thấy nó gọi là bà con áp dụng, sử dụng cái vốn vay đó rất là hiệu quả, kinh tế nó phát triển đi lên. Trên địa bàn của xã là nhờ cái nguồn vốn này thì bà con cũng cơ bản là được vay, tiếp cận được các cái nguồn vốn. Thì hiện tại bây giờ trên địa bàn xã Cư Xuê là gồm có 4 hội đoàn thể nhận ủy thác với tổng số dư nợ là trên 29 tỷ, vay trong 10 cái nguồn vốn đã giúp cho bà con, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và nhân dân xã Cư Xuê, những cái hộ khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay nguồn vốn hỗ trợ rất là tích cực, thiết thực trong cái vấn đề phát triển kinh tế. Hiện nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chư Mờ Ga đang triển khai 17 chương trình ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, tổng doanh số cho vay gần 115 tỷ đồng với hơn 3.000 lượt hộ được vay vốn. Với việc triển khai tín dụng chính sách tập trung ưu tiên cho các hộ nghèo, vùng dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội qua các mô hình kinh tế, các địa phương đã giúp người dân thoát nghèo bền vững. Xác định chương trình nông thôn mới của huyện thì Ngân hàng Chính sách luôn luôn là một sự gắn kết về nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Cũng nhờ vào đó thì nhân dân ở các xã chưa đạt được nông thôn mới thì phát triển vươn lên, sau đó giảm nghèo, tự nuôi sống bản thân và tạo được việc làm, ổn định về kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương. Thì đó cũng một trong những cái kênh Ngân hàng Chính sách cùng góp phần mà một cái nho nhỏ để mà cùng với chính quyền địa phương để phát triển và đi đến về đích nông thôn mới từ các xã. Để góp phần vào công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương, thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chư Mờ Ga sẽ tiếp tục phối hợp với đoàn thể chính trị xã hội đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, cùng với đó tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát để vốn tín dụng chính sách thực sự phát huy hiệu quả.